Từ chất liệu da thật cao cấp, sự sáng tạo và cảm hứng mới lạ của thợ da Lucas như được khắc họa và truyền tải trọn vẹn qua mẫu thiết kế ví sapphire, vừa tinh tế và vừa đậm chất cá tính. Sản phẩm không chỉ được phản hồi tốt nhờ vào cách tạo dựng form dáng vuông vắn, phần dây đeo linh hoạt, màu nội thất độc đáo, mà còn bởi khả năng đựng được các giấy tờ tùy thân cỡ lớn. Trong video lần này, hãy cùng Lucas điểm qua màu sắc nổi bật và chọn cho mình gam màu phù hợp nhất nhé. Có thể nói, da crop đen óng luôn là một dấu ấn rất riêng của Lucas. Hầu hết những item được chị em yêu thích đều có mix với dòng da tuyệt vời này. Nó đem lại cảm giác sang chảnh và cuốn hút. Hơn nữa, màu đen còn đem lại vẻ cá tính, dễ dùng và cực kỳ dễ phối. Thêm một phiên bản màu đen độc đáo thường được chị em hiện đại lựa chọn vì khả năng hợp với mặc office và sự đơn giản nhưng đầy tinh tế. Sapphire đen hạt cùng với chút chấm phá tài tình của họa tiết chấm bi trắng khiến cho sapphire trở nên thời thượng, lôi cuốn và đầy bí ẩn. Ngoài ưu điểm thiết kế dáng ví độc đáo thì sapphire còn được cộng điểm xuất sắc với phối màu nổi bật. Gam màu vàng Legima rực rỡ ấm áp cùng với xanh Việt tươi mới sẽ khiến bạn cảm thấy một sự kết hợp tương phản, vừa đem lại hiệu ứng thú vị mà vừa hút mắt. Được khoác lên màu đỏ gạch ấm áp và ngọt ngào cùng với đường may đầy tỉ mỉ, sapphire phiên bản đỏ gạch với xám khói sẽ là nguồn năng lượng tích cực và giúp bạn trở nên xinh đẹp rạng ngời. Lại là một sắc đỏ nổi bật và thu hút, nhưng có phần trầm ấm và sâu sắc hơn. Đây cũng là màu sắc tiêu biểu cho sự sang trọng và quý phái. Chất da và chất da óng ả cùng gam màu rực sáng sẽ khiến bạn nổi bật và luôn thu hút ánh nhìn. Burgundy, một sắc thái trầm đầy, sang trọng và lôi cuốn. Nó gợi lại cảm giác về sắc đỏ tía, nghiêng về tông màu ấm với sự pha trộn giữa chút màu nâu quế. Khi kết hợp trên chất liệu da thật tạo nên hiệu ứng mềm mịn và hơi ánh, mang lại cảm giác bí ẩn, tinh tế. Nhìn qua sapphire trong gam màu xanh địa trung hải, bạn sẽ có cảm giác nhẹ nhàng và dịu ngọt. Không chỉ thu hút bởi gam màu phối lạ mắt, sapphire cùng dáng vẻ nhỏ nhắn và thiết kế khóa miệng cong sẽ mang đến nét chấm phá đầy nữ tính cho outfit của bạn. Xanh aqua là một trong những sắc xanh rất đặc biệt của Lucas. Sắc xanh trong trẻo, dịu mát nhất trong bộ sưu tập sapphire lần này, mang sắc thái thanh tao, nhẹ nhàng. Càng nhìn lâu sapphire sẽ lại càng thấy trong sáng, dịu dàng. Xanh bộ đội phối vàng chính là bản phối màu độc đáo mà Lucas lựa chọn cho sản phẩm của mình, bởi đây chính là sắc màu của sự quyền lực và mạnh mẽ. Bên cạnh đó, khi được kết hợp với thiết kế vuông vắn, sapphire không đánh mất đi vẻ đẹp duyên dáng mà vẫn giúp bạn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Không trầm ấm như sắc xanh bộ đội, tràn đầy sức sống như xanh aqua, sapphire trong gam màu xanh lá non với xanh than toát lên vẻ nhã nhặn và thanh khiết. Khi đưa tay chạm vào lớp da thật, bạn sẽ cảm nhận như đang chạm vào lớp rêu trơn láng và mướt mịn. Nếu yêu thích phong cách nữ tính và tinh tế, sapphire xám trên phối vàng chính là sự lựa chọn hoàn hảo, nhẹ nhàng tôn lên từng đường nét uyển chuyển cho outfit của bạn. Khép lại bộ sưu tập sapphire lần này là gam màu nâu semi, một phiên bản kết hợp hoàn hảo giữa nét hoài cổ nhưng vẫn rất thu hút và nổi bật, dễ dàng trở thành tâm điểm thu hút bởi nét duyên dáng rất riêng. Lucas tin rằng bạn sẽ thích mê với những phiên bản phối màu lần này của sapphire. Với vẻ ngoài nhỏ nhắn, dễ thương, sapphire cũng sẽ là một sự lựa chọn rất phù hợp để bạn có thể dành tặng cho bạn bè, đồng nghiệp hay người thân đó. Để đặt hàng, hãy comment dưới clip này hoặc nhắn tin cho Lucas để được tư vấn mọi thắc mắc. Thợ da Lucas xin cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những video tiếp theo nhé.